Và như vậy thì chúng ta sẽ sang tiếp cái phần thứ hai, đó là chúng ta sẽ nói về chi tiết từng thực ngữ một trong năm cái thực ngữ vừa đề cập ở cái phần thứ nhất. Đầu tiên đó là water. Water mình dịch sang tiếng Việt là phình hay bình giáp, nhưng trong bài này mình xin để luôn là water, mình không dịch sang tiếng Việt. Thì đầu tiên định nghĩa water chỉ đơn giản là sự to ra, sự bự ra của cái tiếng giáp. Và sự to, sự bự ra của tiếng giáp này nó có thể liên quan đến cường giáp, có thể liên quan đến xi giáp, và cũng có thể là một cái giáp bình thường. Ở đây chúng ta có thêm một cái thuật ngữ mới, đó là eutherism. Eu nó mang ý nghĩa là tốt. Vậy thì eutherism nó có nghĩa là sự bài tiết bình thường của hormone tiếng giáp. Mà nói một cách dễ hiểu hơn là khi đi ngoài đường á, mình gặp một người nào đó có cái tiếng giáp to thì đó có thể là cường giáp, đó có thể là xi giáp, cũng có thể là một tiếng giáp bình thường. Mà và cái tình trạng mà thiếu iốt trong chế độ ăn hàng ngày hiện nay rất hiếm. Và mà khi mà thiếu iốt á, thì sẽ thiếu cái nguyên liệu để tổng hợp nên T3, T4. Mà khi mà cái nồng độ T3, T4 trong máu thấp á, thì theo cơ chế negative feedback, nó sẽ báo về trục hạ đồi tuyến nghiên và bắt tuyến nghiên phải tăng tiết TSH. Và khi mà TSH tăng như vậy đó, nó bắt tuyến giáp phải làm gì, và chính nó làm tuyến giáp to ra. Và cũng có một chất giống như vậy, mà cũng có một chất giống như vậy làm cho tuyến giáp to ra, mà chúng sẽ được đề cập ở cái phần tiếp theo. Và đây là hình ảnh của goiter. Bạn xin nhắc lại là goiter là sự to ra, sự bự ra giả tạo. Tại sao giả tạo? Thì bản chất nó là sự căng ra, sự phình ra của các tế bào nang tuyến chứa đầy dịch nhầy, chứ bên trong nó không hề có hyperplasia, cũng không hề có hypertrophy tế bào tuyến giáp. Đó. Vậy thì ba cái thuật ngữ mà chúng ta vừa đề cập ở cái ở ở phía trên á là hyperthyroidism, hypothyroidism và euthyroidism, nó được mô tả lần lượt là tình trạng dư thừa hormone tuyến giáp, tình trạng thiếu hormone tuyến giáp và cái nồng độ bình thường của hormone tuyến giáp. Vậy thì chúng ta thấy nó đang mô tả nồng độ của hormone tuyến giáp trong máu, chứ nó không mô tả kích thước của cái tuyến giáp. Cho nên là sự vắng mặt hay có mặt goiter chỉ có thể được hiểu bằng cách phân tích các nguyên nhân của nhiều sự rối loạn khác nhau của tuyến giáp. Và cái mấu chốt trọng tâm trong cái việc hiểu về goiter đó là cái nồng độ TSH cao trong máu và một chất giống hoạt động của TSH, đó là TSI. Đây là một yếu tố tự miễn gặp trong bệnh Graves hay là bệnh Basedow. Thì chính hai này là cái yếu tố phát triển của cũng như là làm to ra của cái tuyến giáp. Và như vậy thì chúng ta sẽ xem tiếp cái hình dạng của goiter. Thì goiter nó có ba hình dạng như trên màn hình. Thứ nhất là diffuse goiter, tức nghĩa là goiter dạng lan tỏa. Hình thứ hai là nodular goiter, tức nghĩa là goiter dạng nhân. Thì ta dùng nodular goiter tức nghĩa là cái nhân ở đây chúng ta còn đếm được, tức nghĩa là chúng ta còn đếm được số lượng của cái nhân. Còn cái hình ba là đa nhân, chúng ta không đếm được, nó quá nhiều. Lúc này ta dùng là multinodular goiter. Thì đây là ba cái hình dạng của goiter. Và chính vì nó to như thế thì theo WHO chúng ta phân độ lớn của goiter làm ba độ, trong đó độ 1 chia làm độ 1A và độ 1B. Độ 0 là không có goiter, tức nghĩa là nhìn không thấy, sờ cũng không thấy. Độ 1A là chúng ta sờ thấy được nhưng mà không nhìn thấy được ở tư thế ngửa cổ tối đa về sau. Còn độ B, 1B á, là sờ thấy được và nhìn thấy được ở tư thế ngửa cổ tối đa về sau. Còn độ 2 là goiter to, nhìn thấy rõ ở tư thế bình thường và ở gần. Còn cái độ thứ ba á, là goiter rất to và nhìn thấy rõ ở từ xa. Và đó là hình dạng cũng như là phân độ độ to của cái goiter. Vậy câu hỏi đặt ra ngay lúc này là vậy thì chúng ta làm sao để dễ nhớ, dễ học goiter? Thì để dễ nhớ, để dễ học goiter, đầu tiên chúng ta phải chia goiter làm hai nhánh, một nhánh diffuse, một một nhánh là nodular. Và mỗi một nhánh này chúng ta làm chia làm hai nhánh nhỏ nữa là toxic và non-toxic. Vì câu hỏi tiếp theo là cái diffuse là nguyên nhân là gì và nodular nguyên nhân là gì? Thì nguyên nhân của diffuse là bệnh Graves, bệnh viêm giáp Hashimoto hay là thiếu iốt, hoặc do một cái u nào đó nó nằm ở cái tuyến nghiên, nó tự tiết ra TSH và nó kích thích tuyến giáp làm việc. Và cái
cái nhánh nó dealer thì nguyên nhân có thể là toxic multi nodular goiter, tức nghĩa là goiter đa nhân độc, hoặc là adeno mà tuyến giáp, hoặc ung thư tuyến giáp, hoặc là một cái nang tuyến giáp. Vậy thì tiếp tục hỏi nữa là, vậy thì khi nào là toxic và khi nào là non toxic? Thì toxic goiter khi có goiter cộng hyperthyroidism, còn non toxic goiter khi có goiter cộng hypothyroidism hoặc euthyroidism. Là đó là cách dễ nhớ cũng như dễ học về goiter.